Cô chú anh chị xem kênh ạ. Hôm nay em cho cô chú anh chị chìm ngắm cái lô này gì của chú anh chị. Đây là, đừng có nói em là cây bạch mai của chú anh chị. Dạ xin thưa, đây là một dòng nhiều cục toàn của chú anh chị, mà lá cắm hạt của chú anh chị. Bế đế là bệ luôn của chú anh chị. Bí mà giờ nó thành bệ luôn, quá tí của chú anh chị. Cái chậu giờ nó bích chịch luôn. Đó, cho chú anh chị chìm ngắm đây. Dạ có hai xe nghe chú anh chị, xe này xe nhỏ, xe lớn hơn. Đây. Đây, trước ngắm đây của chú anh chị coi đây, ngắm nó em của chú anh chị, góc đế thiệt nó phân lậu ra hết rồi chú anh chị, nó cho chú anh chị chìm ngắm rất là đẹp nha chú anh chị. Về thì để mini đế bài cực kỳ xinh luôn, có đẹp. Cái đế nào cũng như đế đó của chú anh chị mà nhiều kiểu khác nhau luôn, rất là đẹp. Chiều cao tính từ bo ghép đi lên thì tầm có 3 tấc nha chú anh chị, nó cực kỳ là xinh luôn. Cho chú anh chị chìm ngắm. Bông thì nó cũng như dòng mà như ngọc toàn lá xanh nữa chú anh chị. Nó cũng kem kem trắng trắng, pha pha vàng vàng điểm điểm, rất là đẹp chú anh chị. Đây, đây có những cái bạn như ngọc toàn lá xanh đây, còn hai cây đây. Đó, cho chú anh chị chìm ngắm đây. Nó kích cỡ lá và màu sắc. Nó. Có gì thích thì xin liên hệ bên em chú anh chị. Dạ, như ngọc toàn lá cắm hạch. Lá mô tiêu rất là đẹp của chú anh chị, rất là xinh, rất là đẹp. Em chân thành cảm ơn đã xem kênh, em kính chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe. Đây cho chú anh chị chìm ngắm cực kỳ là xinh luôn, góc nào cũng đẹp hết á.